Xin chào anh em đã quay trở lại với TP Lab, và trong chiếc clip ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến anh em một con màn hình mà nó có những cái thông số rất là đáng để lưu tâm đến. Đầu tiên đó là sử dụng panel IPS, tiếp theo nữa nó có cái tần số quét lên đến 100Hz, và như anh em cũng thấy là màu sắc của con màn này nó có một cái màu hồng rất là hợp với lại những cái bạn nữ cũng như là những bạn nam nào mà thích màu hồng nam tính thì mình cũng thấy cũng ok. Nhưng mà quay trở lại với lại cái con màn này thì nếu mà nói ra cái giá anh em sẽ rất là bất ngờ. Nó chưa đến 3 triệu mà thậm chí thực chất ra nó chỉ hơn 2 triệu một chút mà thôi. Thì con màn này nó có những cái đặc điểm như thế nào thì anh em cùng theo dõi clip, chúng ta sẽ thực hiện cái bài test. Và bây giờ thì mình sẽ mời anh em cùng đến với phần ngoại hình của chiếc màn hình ViewSonic VA2436. Nó có một cái màu hồng khá là đặc trưng, và ba viền của màn hình này phía trên và trái và phải đều khá là mỏng. Nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái ngoại hình nó thanh thoát về một chiếc màn hình. Và phần viền dưới tất nhiên là dày, thì nơi đó sẽ chứa cái thương hiệu ViewSonic. Và như anh em cũng đã biết rồi, con màn hình này ngoài cái màu hồng ra thì nó có thêm là phiên bản màu đen, sẽ giúp cho chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn. Thì theo mình thấy rằng là cái nước sơn hoàn thiện ở trên chiếc màn hình này nó khá là ok, và những cái nút bấm nó cũng rất là trực quan mà chúng ta dễ sử dụng. Tuy nhiên cái phần chân của chiếc màn này nó đều hoàn toàn là bằng nhựa, chính vì thế là mình đánh giá cái khoản này nó không cao. Và tất nhiên là với cái kiểu chân này thì chúng ta muốn đi giấu dây rồi này nọ, hoặc là nó có nhiều cái sự điều chỉnh hơn, thì chúng ta sẽ sử dụng ngàm Versa để có thể có được cái khả năng tùy chỉnh tốt hơn. Thì với cái giá tiền là nó nằm khoảng 2 triệu thì mình sẽ rất khó để mà chê được cái con màn hình này ở cái điểm về ngoại hình. Mình thấy rất là ok về cái phần mà hoàn thiện nước sơn cũng như là logo, và cũng như là những cái phần mà chi tiết nhỏ của trên chiếc màn hình này hãng ViewSonic đã làm khá là tốt. Và về cổng kết nối thì nó khá là đơn giản, ngoài cổng HDMI ra thì nó có thêm một cái cổng Vega đời cũ, và cũng như là một cổng tai nghe 3.5 để chúng ta có thể tận dụng cái âm thanh nó đi từ cả màn hình đi vào màn hình, và chúng ta sẽ có thể xuất ra bằng cách là cắm tai nghe vào cái cổng này. Thì cái nhược điểm của nó như mình đã nói rồi thì là cái chân của nó khá là đơn giản, chính vì thế là nó sẽ không có cái ngàm để chúng ta giấu dây, cho nên là nếu mà anh em nào muốn có được cái sự hoàn hảo hơn về cái chân thì chúng ta nên đổi ra qua cái ngàm Versa. Thì trên thị trường hiện tại thì những cái ngàm Versa cũng khá là rẻ, cho nên là chúng ta sẽ bỏ qua phần này và chúng ta sẽ đến với cái phần test màu. Thì mình sử dụng cái công cụ là Data Color Spider X Elite để xem rằng những cái vùng mà chênh lệch màu sắc, và cũng như là chênh lệch ánh sáng, và cũng như là cái hiệu suất về màu sắc của con màn hình này nó sẽ có cái giá trị ra sao. Và như anh em cũng đã biết rồi, đây là một con màn hình nó có giá trên 2 triệu một tí thôi. Chính vì thế chúng ta sẽ không có quá đòi hỏi về cái chất lượng của cái chiếc màn này, mà mình sẽ tua qua cái đoạn này để đến cái phần kết quả, và chúng ta sẽ đọc xem là những cái thông số của con màn này nó mang lại như thế nào. Và đây là cái kết quả đưa ra: 100% sRGB, 79% Adobe RGB, 81% DCI P3 và 74% NTSC. Một con số không phải là tệ đối với một con màn chỉ có giá là 2 triệu. Chúng ta sẽ cùng đến với phần gamma. Thì mình thấy rằng là cái đường mà gamma của cái con màn hình này nó cũng nằm khá là sát với lại cái tiêu chuẩn, mình thấy rất là ok. Còn về độ sáng của chiếc màn này thì nó có khoảng cỡ là 291 nits, và nó cũng khá là ok đối với một con màn nhỏ 24 inch. Còn đây là chúng ta sẽ cùng đến với phần chênh lệch màu sắc giữa các vùng. Thì mình đánh giá con màn hình VA2436 của ViewSonic nó khá là ok về khoảng lệch màu. Còn về lệch ánh sáng thì chúng ta có thể thấy là ở những cái vùng như là phía trên và phía bên tay phải, và cũng như là phía dưới góc phải, nó đều có cái khoảng chênh lệch ánh sáng khá là nhiều. Mà mình đặc biệt mình thấy rằng là nếu mà chúng ta hạ cái độ sáng xuống á, thì thường là những cái con số mà nằm ở cái mức brightness 67% hay 50% thì nó sẽ phải ít lệch sáng hơn. Tuy nhiên con màn này nó lại có được cái thông số tốt nhất khi chúng ta đặt độ sáng ở cái con số đó là 83%. Thì mình thấy nó khá là lạ, thì nếu mà anh em có chuyên môn thì có thể comment phía dưới để giải thích thêm về cái vấn đề này. Còn về mà cái hiệu suất màu sắc thì mình đánh giá con màn này rất là tuyệt vời luôn anh em ạ. Delta E của nó, những cái con số mà những cái màu cơ bản, màu đỏ, màu xanh lá và màu xanh dương, nó đều dưới 1, và đưa ra con số trung bình của Delta E của con màn này là 0.69, và nó rất là ok. Và con màn hình này
nó được đánh giá cái tổng điểm nó là 4 sao thì nó sẽ bị thấp một chút, nằm ở cái mức đó là gamma cũng như lệch về ánh sáng. Thì mình thấy rằng đây là một cái nhược điểm nhỏ nhưng mà nó cũng không đáng kể đối với một con màn 2 triệu đồng. Còn đây chúng ta sẽ cùng xem là khả năng 100 Hz của con màn này nó như thế nào. Thì mình thấy rằng là nó cũng có cái độ bóng mờ nhẹ nhẹ nhưng mà nó sẽ rất là ok nếu chúng ta sử dụng về văn phòng này nọ. Thì nó tốt hơn những cái con màn hiện tại trên thị trường đa phần là 60 Hz hoặc là 75 Hz. Thì con màn hình VA2436 này nó sử dụng cái tần số quét lên đến 100 Hz, mang đến cái con mắt nhìn nó sẽ đỡ bị mỏi mắt hơn nếu chúng ta sử dụng quen màn hình 60 Hz hay 75 Hz. Tất nhiên chúng ta không thể so sánh được với những con màn có cái tần số quét lên đến 144 Hz hay 165 Hz. Thì mình thấy rằng đây là một con màn đáng giá để chúng ta mua về sử dụng làm văn phòng hoặc là chơi những cái game nhẹ. Sau khi mình thực hiện các cái bài test thì mình thấy rằng con màn hình này nó mang lại cho mình khá là nhiều bất ngờ. Bất ngờ đầu tiên đó là cái tần số quét lên đến 100 Hz và nó phù hợp với chúng ta khi chúng ta chơi game, những cái game nhẹ kiểu giống như Liên Minh Huyền Thoại hay là Genshin Impact hay là những cái game mà chúng ta không đòi hỏi quá nhiều hardcore thì nó sẽ mang lại cái trải nghiệm khá tốt với cái tần số quét cao như vậy. Và cái thứ hai nữa đó chính là chiếc màn này nó có cái tấm panel phải nói là cực kỳ tốt. Cực kỳ tốt ở đâu? Thì như anh em cũng đã thấy qua cái kết quả mà chúng ta đo màu, con màn này nó có delta E thậm chí là dưới 1. Và những cái con số về mà lệch sáng, lệch màu giữa các vùng với nhau phải nói là quá hoàn hảo đi. Đối với một cái con màn mà chỉ có giá là trên 2 triệu đồng, mình rất là bất ngờ và cũng như là mình cũng cho rằng con màn này nó cũng sẽ phù hợp đối với chúng ta khi chúng ta làm về một tí về đồ họa và cũng như là cao cấp hơn một tí đó là làm về kiến trúc rồi này nọ. Mình thấy cũng rất là ok với một cái con màn mà giá 2 triệu như thế này thì nó sẽ rất là phù hợp với lại các bạn sinh viên, đặc biệt là những bạn mà yêu thích màu hồng như mình đã nói ở trong đầu clip, đó là các bạn nữ hoặc là những cái bạn nam nào mà có cái xu hướng thích màu hồng thì cũng rất là ok. Thì anh em thấy thế nào đối với chiếc màn này? Và chúng ta sẽ có rất là nhiều lựa chọn làm văn phòng, chơi game hoặc làm đồ họa thì nó cũng sẽ rất là ok. Anh em thấy thế nào? Có thể để lại một comment ở phía dưới và anh em cũng đừng quên bấm like cũng như là theo dõi kênh TP Lab để mình có thể ra thêm nhiều clip hay hơn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.